Rồi xin chào tất cả quý anh em, chào mừng quý anh em tiếp tục quay trở lại với bonsai Trường Thi. Rồi tiếp tục khung giờ quen thuộc 11 giờ và 19 giờ, bonsai Trường Thi phát sóng giao lưu cây, những dòng cây khai thác. Kính mời quý anh em đón xem hợp ý những cái cây nào thì ủng hộ bonsai Trường Thi. Trước mắt quý anh em là một cây Hải Châu, dòng cây quen thuộc khá nổi tiếng của anh em. Cây này thì một cốt, cây này có bộ lá đẹp, cái đường thân đẹp và cái bộ đế đẹp. Thì cây này thì có khả năng hoa trái thôi quý anh em, thì cây này chắc hy vọng năm sau nha. Cây cơ bản ta có được cái cốt đẹp, vấn đề hoa trái thì ta chơi năm này, không không có thì ta chơi năm sau. Thì giá cả thì nó tương đối, thì nó chưa cho hoa trái cho nên là giá cả nó không tương đối để quý anh em sưu tầm, chúng ta tham khảo. Cơ bản là chúng ta sẽ có được cái cốt đẹp. Cốt đẹp chúng ta nuôi thời gian nha quý anh em. Cơ bản là chúng ta có cốt đẹp cho nó cây nó sẽ lâu dài, nó sẽ có giá trị. Rồi, cây này. Cây này cái vành, eo tại vị trí này là 20 nha. Vành đế thì nó cũng khá là lớn quý anh em. Vành đế thì nó khá tầm khoảng hơn khoảng 30 nha. Cái vành eo, vành thân chỗ này là khoảng 20 này. Cây có chiều cao, tính từ mặt chậu lên tới ngọn thì nó khoảng 34 nha. Phủ tán, thì khoảng 35, tính 35, gần 40 nhưng tính cho quý anh em 35. Chậu này là chậu men, tròn, đường kính là 29 nha. Và chiều cao chậu là 14 phân. Cây này thì cái cây một cốt, cái bộ đế cũng khá là ok quý anh em. Quý anh em xem cái phần đế nha. Mình xem thì quay cái phần đế cho quý anh em xem. Đấy, có những cái chân rễ ở đây, những chân rễ bên đây này. Quý anh em đấy, chân rễ này, ngoài chân rễ này. Cây khá là ok. Bôi sàn thi thì ưu tiên, cái phần chân rễ, chân bệ bệ đế và cây có cốt cách. Tuy nhiên thì năm này chúng ta chưa cho hoa, hiện qua sang năm chúng ta thì chơi hoa trái. Tất cả đều là những dòng Hải Châu lá nhỏ hết. Quý anh em an tâm, chúng ta cứ thông thả chúng ta chơi. Tại vì những cái cây này mà nếu mà cây nó thành phẩm thì có cành, nó có trái, có hoa thì giá cả nó cũng lại cũng cao nên nó cũng khó. Cái mùa của anh em chúng ta xem, phải cân đối, chúng ta sở hữu những cây này khá là ok, cây đẹp nha. Rồi cây này bên sàn thi giao lưu với anh em giá là 1.600.000 nha. 1.600.000 sàn thi bao ship. Rồi 1.600.000 bao ship. Rồi trước mắt của anh em là một cây Hải Châu, cây này cái dòng lá cực kỳ đẹp luôn. Xíu mà bên sang thi sẽ quay kỹ cái phần lá cho anh em xem, cũng như cái phần chân đế. Thì đây là một cái cây hàng chân rễ rồi, một cái hàng cây ngộ thuật, như quý anh em, cây này thì quá là ok luôn. Cây này chúng ta về chúng ta chơi thì chỉ cần thì chung là tương đối rồi, tình hình tất cả mọi thứ ok. Hàng này hàng thuộc quý anh em có thể sưu tầm nha, chúng ta xem hàng nghiên cứu. Những hàng này hàng nghệ thuật cho nên là nó giá cả nó tương đối quý anh em. Rồi quý anh em xem cái một vài cái thông số nha. Cây này là hàng chân rễ quý anh em, cho nên tôi sẽ thị đo cái phần chân rễ này. Cái chân rễ lớn nhất này nó là 22 nha. Còn này là 22. Và cái chân rễ bên đây, chân rễ bên đây là nó khoảng 11 quý anh em, 11. Đấy. Rồi, cây tính tổng cái chân rễ từ phía bên kia qua phía bên này là nó 35 nha. Từ chân rễ bên đây qua bên đây là 35. Cây có tán. Tán 55. Và chiều cao cây tính từ mặt chậu lên là nó khoảng 40. Khoảng 40. Và cây này cái phần tán ngang. Tán ngang thì nó khoảng 40 bữa nay. Tán ngang khoảng 40. Chậu này là chậu oval. Chậu này cũng tương đối cũng ok. Oval là kích thước là 38 nha. Và chiều cao chậu là 15. Một cái cây chân rễ hàng quái, cây nghệ thuật. Rồi mời quý anh em xem cái phần đế cây gần hơn. Cây khá là ok luôn, bộ đế phải đẹp,
cực đẹp luôn. Có những cái chân rễ bên đây này, rất là ok quên em. Rồi cái này thì nó có một cái phần lỗ rừng nha, lỗ rừng bên đây này, cái lưng này là lỗ rừng nha, lỗ rừng. Cây sống rất khỏe của anh em ta. Chúng ta những dòng khai thác, thì cái lũa nó rất là đẹp nha, thể hiện được cái độ già của cây, cái tuổi của cây. Dòng lá thì phải nói là cực kỳ đẹp luôn. Quý anh em thấy dòng lá không? Khi mà cây nó đã khăn này, đủ cái độ độ già nó này, đây lá như lá linh sam hạt gạo của này, rất là ok. Khi nó đủ độ già nha, khi nó đủ độ già thì cây nó có một cái nó khô lại cái dòng lá rất là đẹp. Quý anh em xem nè, cây này thì quá là ok, đáng để quý anh em sưu tầm luôn. Chúng ta chơi những cái cây này, chơi những cái dòng lá này, những cây này thì cây càng càng lâu năm thì nó càng giá trị của anh em. Nó chỉ cần thì quá ổn rồi, những cây này nó tương đối còn giá trị của anh em, tương đối giá cả nó còn cao. Cố gắng quý anh em cố gắng xem kỹ video. Rồi quay xem thì quay tổng thể một lần nữa, mời quý anh em xem và tham khảo tổng tổng hình dạng cái cây. Một cây chân rễ hàng nghệ thuật, cây một người bê nặng tay, rất là ok của anh em. Rồi cây này bên sàn thì giao lưu với anh em giá là 7.400.000 nha, 7.400.000 bao ship. Những hàng này nó tương đối nó khá là cao tiền. Của anh em nghiên cứu tại chốt cây thì thể chuyển khoản trước hạt cọc bồi sàn thì tới định nha. Tại như những hàng này nó tương đối là cao tiền, của anh em thông cảm ha. Rồi 7.400.000 bao ship.